Sau khi đội trưởng Long dẫn người đi, thuộc hạ của anh ta đã động tay động chân với tôi. Tôi phải liều mạng phản kháng, cướp được súng của anh ta. Tôi cảnh cáo anh ta tránh xa tôi một chút, nhưng mà anh ta hoàn toàn không nghe. Anh ta còn đến xé đồ tôi. Tôi thật sự không thể nhịn được nên mới nổ súng. Cô nói dối, thuộc hạ của tôi tuyệt đối không làm như vậy. Đội trưởng Long, anh cho rằng tôi đang nói dối à? Bây giờ chết không đối chất, có phải nói dối hay không chỉ có mình cô biết. Tư lệnh Phùng, xin ông đòi lại công bằng, trả lại trong sạch cho Tuyết Giao. Tư lệnh, Kim Tuyết Giao đột nhiên chạy tới mộ của Kim Tiên Sinh, lại dùng súng bắn vào quân đội đưa Sam. Đầu đuôi mọi chuyện vẫn mong ngài điều tra. Vậy đội trưởng Long, theo ý cậu thì đầu đuôi mọi chuyện rốt cuộc là sao? Tôi cho rằng cô ấy đang chờ một người có thân phận nhạy cảm. Phần mộ chính là nơi họ gặp nhau. Sau đó Tuyết Giao nổ súng để nhắc nhở người bên ngoài, đồng thời cũng tránh để lộ thân phận của mình. Đội trưởng Long, tôi nói lại một lần nữa, tôi không có ở đó chờ người, cũng không biết nơi đó có đường hầm. Tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để tập kịch luyện giọng mà thôi. Lấy cớ anh muốn đổ quan cho tôi chứ gì? Phong trưởng ban, con thấy Tuyết Giao và Long Sách ai nói thật hơn? Lúc đó con ở dưới đường hầm, không biết toàn bộ quá trình. Nhưng mà lúc con ra ngoài, đúng là đã thấy tiểu thư Tuyết Giao quần áo xộc xệch. Đó là khổ nhục kế của ấy che mắt mọi người. Phong Trạch Diệu, còn có cả anh. Anh biết đến sự tồn tại của đường hầm đó từ bao giờ? Hôm nay anh đã đi đâu? Người hôm nay Kim Tuyết Giao chờ có phải là anh không? Im đi. Sở dĩ chồng tôi ở đó không phải là vì Kim Tuyết Giao hẹn anh ấy, mà là vì tôi. Đường hầm đó cũng là tôi bảo anh ấy làm. Phong gia người đông phức tạp, tôi muốn cùng tướng công tìm một nơi yên tĩnh hẹn hò. Còn chuyện vì sao Kim Tuyết Giao ở đó, vì sao cô ta nổ súng là chuyện của cô ta, không liên quan gì tới chồng tôi. Đừng có ngậm máu phun người, bọn họ đang lừa dối em. Cha, cậu nói ai lừa dối ai? Là cậu lừa dối người ta. Không bằng không chứng lại dám làm hại tiểu thư Tuyết Giao. Cậu có biết cô ấy là ai không? Cô ấy là cháu ngoại của Kim Dương Gia. Kim Dương Gia là ai? Là ân nhân của Phùng Báo tôi. Tiểu thư Tuyết Giao suýt nữa là chết trong tay của cậu. Những gì tôi nói đều dư thừa à? Tư lệnh, hôm nay tôi bắn chết cậu. Tránh để cậu ra ngoài gây chuyện, đẩy tôi vào chỗ bất nghĩa. Tư lệnh, cậu ấy đã đứt cân tay phải, đã tàn phế. Ngài cần gì lãng phí thêm một viên đạn chứ? Cứ để cậu ấy đi. Cũng được, tôi tiết kiệm được một viên. Nếu cậu đứt cân tay rồi thì quân đội đuôi Sam của tôi không nuôi một kẻ vô dụng. Cút đi, sau này đừng tới nữa. Tư lệnh, từ khi Long Sách gia nhập quân đội đuôi Sam, một lòng trung thành, không có công lao cũng có khổ lao. Bây giờ ngài được cáo quên ơn, không phải là quá tàn nhẫn à? Người có tình với cậu đều nằm bên dưới lòng đất. Một lòng trung thành với cậu chỉ là cái cớ thôi, chỉ là để cậu sinh tồn mà thôi. Không có danh hiệu quân đội đưa Sam này, không có lá bùa hộ mệnh này, cậu chỉ là một con chuột qua đường. Cút đi, nhân lúc tôi chưa đổi ý. Lúc đó muốn đi cũng không đi được. Cút.
cha? Sao cha không giết hắn? Con gái, hắn là người của Kawashima, đuổi hắn đi là được rồi. Tiểu thư Tuyết Giao, cô thấy xử lý như vậy có được chưa? Đa tạ tư lệnh đòi lại công bằng cho tôi. Chuyện nên làm. Hai ngày nữa quân đội đua sam của tôi sẽ bái tế Khổng Tử, dẫn mông Kim Dương gia để mặc tới tham gia. Nhất định rồi. Được. Tôi nói các cậu nghe, tiểu anh đào ở Xuân Sương Diện, kiểu đó chưa từng nếm thử có phải không? Đội trưởng Long định về nhà à? Ngày mai còn tới nữa không? Có muốn ăn miếng dưa hấu rồi đi không? Tôi nhớ ra rồi, đội trưởng Long không thích ăn dưa hấu. Tất cả lên cho tôi. Đánh mạnh cho tôi. Đánh chết hắn. Đánh. Đánh đi. Dừng. Không thích ăn dưa hấu chứ gì? Không thích nè, không thích nè, không thích nè. Giải tán, giải tán. Tôi tới đỡ anh ta dậy. Anh ta bị ngã. Theo tôi về nhà đi. Tôi chữa thương cho cậu. Theo tôi về nhà đi. Tôi chữa thương cho cậu. Như vậy là ý gì chứ? Thương hại tôi à? Nhìn cho rõ đi. Bây giờ tôi tàn phế rồi. Tôi bị tư lệnh Phùng đuổi đi rồi. Tất cả đều là vì anh. Giữa phụ nữ và huynh đệ, anh đã đưa ra lựa chọn. Kể từ hôm nay, anh chính là kẻ thù của Long Sách. Long Sách này thề với trời, tôi nhất định sẽ giành lại bài vị của mẹ. Tôi nhất định tìm ra chứng cứ để anh và Kim Tuyết Giao không được chết tử tế. Bây giờ cô vừa lòng rồi chứ?
vừa lòng. Mọi người ra ngoài hết đi. Ra ngoài hết đi. Đây là đâu? Ra ngoài trước đã. Đây là đâu vậy? Mọi người trốn ở đây rất an toàn. Đây là mật thất, có đồ ăn, có đồ uống. Đại hiệp mặt nạ đang ở đâu? Đang ở đâu? Cô nãy đang ở đâu? Mọi người đừng qua đây. Nói chung, hôm nay đều nhờ có Phong Trạch Diệu. Cậu ấy đã đi đâu? Thật sự đã hẹn hò với Phùng Ngọc Linh à? Không thể nào. Sở dĩ Long Sách phát hiện ra lối vào đường ngầm là vì nghe thấy tiếng phụ nữ kêu cứu, có vẻ như đã lạc đường. Nếu đúng như những gì Phùng Ngọc Linh nói, đường hầm đó là cô ấy kêu Phong Trạch Diệu xây, thì làm sao có thể lạc đường? Vậy là hai người họ không có hẹn hò trước, mà rất có thể là lúc cậu ấy vào đường hầm đã nghe thấy tiếng kêu cứu nên chạy tới xem thử, vì vậy mới gặp phải Long Sách ở trong đường hầm. Chắc là như thế. Phong Trạch Diệu chắc sớm đã biết tới sự tồn tại của đường hầm. Đường hầm thông với phần mộ của Kim Tiên Sinh. Nếu như, tôi nói là nếu như, nếu như Phong Trạch Diệu chính là đại hiệp mặt nạ, vậy thì anh ấy và Tiểu Hạch Đào mất tích một buổi tối thì phần lớn là trốn trong thùng thuốc à? Lúc đó vận chuyển vào phòng thí nghiệm chỉ có thùng thuốc, hắn nhất định đã trốn trong thùng thuốc mới có thể vào được. Tư lệnh nghĩ xem, hôm đó chúng ta đã kiểm tra từng thùng thuốc rồi dán giấy lên, ít nhất thì lúc đó trong thùng thuốc chưa có ai. Sau đó thùng thuốc được đặt trong kho dược liệu, đại hiệp mặt nạ chắc chắn đã lợi dụng thời gian này thuận tiện trốn vào trong đó. Mà sau đó hắn nhất định cũng đã lợi dụng thùng thuốc mới có thể đưa đám trẻ con kia ra ngoài. Thùng thuốc, đúng. Hôm nay tôi từ xa trông thấy có một người đẩy hai thùng thuốc tới trước phần mộ. Lúc đó tôi không kịp nghĩ nhiều, tôi sợ là đại hiệp mặt nạ đã tới, thế nên đã xô ngã tên lính đang canh giữ tôi, cố ý tạo ra tiếng động để nhắc nhở đối phương chú ý. Nếu như Phong Trạch Diệu chính là đại hiệp mặt nạ, vậy người đẩy thùng thuốc chắc chắn là Tiểu Hạch Đào. Ai? Người hầu bên cạnh Phong Trạch Diệu. Là cô bé đó à? Theo lời nhân viên thí nghiệm bị uy hiếp, bên cạnh đại hiệp mặt nạ quả thật có một đứa trẻ. Mà hôm nay lúc tôi chạy tới phòng thí nghiệm, quả thật đã nhìn thấy Tiểu Hạch Đào đẩy hai thùng thuốc chạy trên đường. Tôi hỏi bên trong có gì, thì nó nói là đưa dược liệu cho khách hàng. Theo lý thì nếu chạy trốn, chắc chắn sẽ không mang theo thùng thuốc cho dính díu. Nhưng mà nếu Phong Trạch Diệu bảo Tiểu Hạch Đào đẩy hai thùng thuốc đi trước, vậy thì chứng minh trong thùng thuốc có dấu thứ gì quan trọng. Lúc chiều, phía ngõ Liễu Tam quả thật đã lập rào chắn. Rất nhiều quân đội đua Sam và võ sĩ Nhật Bản đều kiểm tra người qua lại. Là thứ gì mà cần để trong thùng lớn như vậy? Không thể là tài liệu thí nghiệm. Vì lúc đó A Tứ đã nắp ở hành lang, nghe thấy Hideyoshi la hét tài liệu đã bị cướp. Đám trẻ ở trong thùng thuốc, Tiểu Hạch Đào phụ trách đưa đám trẻ tới cửa đường hầm. Phong Trạch Diệu phụ trách các đua quân đội đua Sam quay về Phong gia, sau đó lại vào đường hầm từ một cửa khác tập trung với họ. Nhưng mà do Ngọc Linh xông vào nên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ thùng thuốc kia được giấu ở đâu? Cô ta nói đưa dược liệu đến cho gánh hát Tiểu Tứ Hỷ. Gánh hát Tiểu Tứ Hỷ à? Chính là chỗ của Kim Tuyết Giao. Không sai. Thú vị thật. Quay tới quay lui lại tập trung ở một chỗ. Điều này chỉ có thể chứng minh hai người họ khẳng định có hiểm nghi. Phong Trạch Diệu và Kim Tuyết Giao, hai người họ yểm hộ, chi viện cho nhau, quan hệ ngày càng rõ ràng. Tư lệnh, mong ông lập tức hạ lệnh tra xét gánh hát Tiểu Tứ Hỷ.
Nhưng mà nếu không có đó, vậy thì chứng minh Tiểu Hạch Đào đang nói dối. Như vậy, chúng ta mới có thể điều tra Tiểu Hạch Đào, Phong Trạch Diệu và cả Phong Gia. Không được. Tư lệnh, cô từng đảm bảo với tôi sẽ không dùng trẻ con thí nghiệm thuốc. Tôi cũng đã đảm bảo trước mặt học sinh và nhà báo. Tôi đã đứng ra đảm bảo. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Tài liệu không còn, trẻ con cũng mất. Mà không biết đại hiệp mặt nạ sẽ gây ra chuyện lớn cỡ nào. Thế nên chúng ta mới phải tìm ra đám trẻ. Là cô tìm. Còn tôi yên lặng quan sát, xem đại hiệp mặt nạ này có thể gây ra chuyện lớn cỡ nào. Nếu mọi chuyện thật sự ầm ĩ thì tôi sẽ lại ra mặt. Như vậy sẽ còn đường xoay chuyển. Tôi thấy ông không dám chọc vào Kim Tuyết Giao. Kim Tuyết Giao? Là tiền, là thể diện của Dương gia, là bái tế Khổng Tử. Kim Dương gia đứng đằng sau tôi thì quân đội đuôi sam này của tôi sẽ thực sự trở thành quân đội thân Dương rồi. Vậy thí nghiệm số 2 phải làm sao? Ông không quan tâm à? Quan tâm. Tôi đều quan tâm hết. Tôi như vậy là phân tán đầu tư, giảm thấp rủi ro. Ông, nếu chúng ta suy đoán không nhầm thì đám trẻ ở cô nhi viện chắc vẫn ở trong đường hầm ở Phong Gia. Chắc là vậy. Để mắt tới Phong Trạch Diệu, nếu cậu ấy đúng là đại hiệp mặt nạ, vậy thì sẽ tìm ra tung tích của đám trẻ, mà tài liệu thí nghiệm cũng ở trong tay của cậu ta. Chúng ta có thể vạch trần âm mưu thí nghiệm của người Nhật. À phải, đám A Tứ rút lui an toàn chứ? An toàn rồi, nhưng mà họ vẫn còn nhiệm vụ mới. Là gì? Giải quyết Long Sách.